Thanh uy nè được biết là thanh uy đã có hai cháu vào cấp 1 rồi, chắc chắn là thanh uy có nhiều kinh nghiệm mà, trong việc chăm sóc sức khỏe cho các cháu đúng không? Và có một căn bệnh mà Xuân Long cũng đang rất là lo lắng khi con mắc phải đó chính là viêm amidan. À, Xuân Long biết không căn bệnh này không chỉ ảnh hưởng đến trẻ nhỏ mà đôi khi những người lớn cũng mắc phải à, có thể là à, do cái tiếp xúc hàng ngày, ví dụ như là hắt hơi hoặc là bắt tay. Và ngay sau đây thì thanh uy xin mời Xuân Long cũng như quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cách phòng ngừa và điều trị căn bệnh viêm amidan viêm amidan có thể xảy ra với mọi lứa tuổi, lây lan từ người này sang người khác bởi những phần tử trong không khí hoặc những cái bắt tay hắt hơi. Viêm amidan thông thường có thể tự khỏi mà không cần điều trị và thường thì không có biến chứng. Tuy nhiên, không ít trường hợp viêm amidan gây biến chứng và khó chịu cho người bệnh nếu không được điều trị hoặc điều trị không đúng. Rất nhiều loại vi khuẩn, virus khác nhau tiềm ẩn có thể gây ra viêm amidan, ví dụ như Epstein-Barr virus là một nguyên nhân thường gặp. Nó thường gặp ở người trẻ tuổi, đặc biệt trong những trường hợp ở lớp học giảng đường đại học, virus dễ dàng lây lan từ người này sang người khác do có sự tập trung đông người. Trong số các loại vi khuẩn hay gây ra viêm họng thì hay gặp nhất là liên cầu nhóm A, người ta thường gọi là viêm họng liên cầu. Trong giai đoạn ủ bệnh, giai đoạn từ khi nhiễm khuẩn đến khi bệnh toàn phát thường từ 2 đến 4 ngày, có thể một đến 2 ngày. Những biểu hiện khi bị viêm amidan, đau họng có khi rất đau, có thể kéo dài hơn 48 giờ và có thể kết hợp với khó nuốt, đầu có thể lan lên tai, họng đỏ, amidan sưng và có thể được phủ bởi những chấm trắng, có thể sốt cao, có thể sưng hạch dưới hàm và hạch cổ, đau đầu, có thể mất tiếng hoặc thay đổi giọng nói. Trong một số ít bệnh nhân viêm amidan gây ra do vi khuẩn thì điều trị bằng penicillin hoặc erythromycin nếu bệnh nhân bị dị ứng penicillin. Trường hợp dùng kháng sinh trong 2 đến 3 ngày đã hết sốt thì người bệnh vẫn phải tiếp tục uống cho đủ phát đồ điều trị, tránh tình trạng bị kháng thuốc cho những lần viêm nhiễm tiếp theo. Đau họng nhiều có thể làm cho bệnh nhân không muốn nuốt. Đây là lý do thường gặp làm cho bệnh nhân bị mất nước do sốt và do thở bằng miệng. Bù nước và điện giải sẽ làm cho bệnh nhân dễ chịu hơn. Điều quan trọng là người bệnh cần phải được nghỉ ngơi đầy đủ và phải giữ ấm cơ thể. Viêm amidan thông thường có thể tự khỏi mà không cần phải điều trị và thường thì không có biến chứng. Tuy nhiên, không ít trường hợp viêm amidan gây biến chứng và khó chịu cho người bệnh nếu không điều trị hoặc điều trị không đúng.